Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện rất là dài của một em tên là Cá ha. Và nếu những bạn nào có nhớ thì Nguyễn đã kể những cái câu chuyện của em Cá phải là hai video rồi. Và sau này thì em có gửi về thêm cho Nguyễn một cái câu chuyện nữa. Mà câu chuyện này chắc là mình phải chia tiếp làm hai clip, tại vì nếu gom thành một chắc phải hơn 2 tiếng đồng hồ lận. Và như thường lệ, trước khi mà Nguyễn kể thì Nguyễn sẽ đọc tên ba bạn comment đầu tiên ở trong video tập trước. Ba bạn đó chính là Đồng Huy Phạm, Dung Nguyễn và Bình Rượu Đẹp. Còn ba bạn comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là Irochi Nguyễn, Khui Gaming và Anh Vũ. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment ở bên dưới ha. Và nếu mọi người yêu thương Nguyễn Nguyễn thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn nè. Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để mỗi khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link kênh hồ sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả và cũng như Nguyễn đã ghi mình dưới phần comment rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Nói sơ qua về em Cá chút xíu cho mọi người dễ nhớ ha. Và các bạn không cần phải nghe là mấy tập trước đâu, do là trong cái lúc mà kể thì Nguyễn sẽ tóm tắt cho mọi người. Em Cá này thì nhỏ hơn Nguyễn khoảng độ tầm 5-6 tuổi gì đó. Và hiện tại thì em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và trong gia đình của em xảy ra rất là nhiều chuyện tâm linh. Và một cái điểm quan trọng nữa là cái cửu huyền thất tổ của nhà em rất lớn. Và đặc biệt có một cái người bà, người này là em gọi là bà Bảy ha, thường xuyên hiện về để mà giúp đỡ gia đình em. Và có một lần đã cứu cả gia đình em thoát khỏi cái chết ở trên cầu Cần Thơ. Câu chuyện lần này cũng có liên quan tới bà Bảy và cụ thể hơn là xảy ra ở ngay chỗ nhà ngoại của em. Nhà ngoại của em thì dưới Cần Thơ, và hồi trước các bạn, ông bà ngoại ở với một cái dì, một cái người dì và một cái người cậu của em Cá này nè. Nhưng mà ở xa cái người con đầu tiên, có nghĩa là dì hai của em Cá đó. Cho nên thấy như vậy thì mới quyết định là gia đình em á, quyết định là chuyển ông bà ngoại tới ở gần nhà của dì hai. Vì lý do là trong gia đình bốn người con của bà ngoại thì chỉ có dì hai là một, với lại mẹ của em Cá này là lập gia đình có chồng có con thôi. Còn cái dì và cái cậu còn lại á, thì ở có một mình. Mà nghĩ thì kiểu cũng đi làm, đi này đi kia, bà ngoại, ông ngoại ở nhà già cả rồi, ở có mình thì cũng buồn. Cho nên là mới dọn từ cái nhà cũ qua bên cái căn nhà mới để ở sát bên cạnh nhà của dì hai luôn. Nhà dì hai thì có hai người con của dì, ngày nào cũng qua chơi trên các bạn, và ông bà rất là thương hai đứa cháu. Cho nên quyết định là dọn qua như vậy thì nó rất là tiện, chưa kể đến là cái việc ông bà già ở nhà mình thì nó không an toàn nữa. Và cái khu nhà mới á, nó gần bệnh viện nè, gần mấy cái khu Vincom đồ này kia. Và cái lúc mới vừa xây nhà xong, tính của ba em rất là cẩn thận ha. Gọi chú này tên là chú Hổ. Chú Hổ mới dự định là cho người xuống để mà lắp camera an ninh từ trong nhà ra đến ngoài sân trước. Mặc dù cái khu nhà mới này nè các bạn, nó không phải là khu phức tạp, trị an đồ nó cũng ổn định lắm này kia. Xung quanh thì toàn mấy nhà bán gạo nè, bán lớn luôn nha, buôn đồ ngoài chợ các kiểu. Không phải lo về hàng xóm, nhưng chỉ sợ là mấy đứa ăn trộm á các bạn. Nó thấy là gia đình này giàu quá, mà có hai ông bà già thường xuyên ở nhà hà. Nhiều khi nó lẻn vô, nó kiểu nó đột nhập vào, thì mình cũng không biết trước được là cái chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên là ba của em chú Hổ á, chú quyết định là chú sẽ lắp cái camera an ninh. Nhưng xui cái lúc đó là Tết năm 2021, nhà vừa chuyển vào là cái chú mà chuyên lắp camera ở dưới này nè, là chú bị kẹt lại dịch ở trên Sài Gòn, cho nên là chú chưa có về lắp kịp. Và mọi chuyện lúc đầu tiên á, thì mọi người cũng nghĩ thôi chắc chút xíu nữa, khoảng tầm 2-3 tuần nữa nó về thì nó lắp thôi chứ có cái gì đâu. Mọi người cũng không có nghĩ gì nhiều đâu nha, cho tới khi hôm đó là mùng 5 các bạn. Cậu của em mới nói với lại bà ngoại đó là cậu đi xuống Cà Mau chơi với bạn để sáng mai cậu về. Còn dì em thì đi lại chỗ nhà cũ, do là có bạn của dì từ bên Mỹ về, sợ dẫn qua đây xong rồi phiền ông bà ngoại. Với lại nhà bạn của dì á, thì gần cái nhà cũ hơn, cho nên là dì về nhà cũ để ở chơi với mấy người bạn. Chỉ có một mình ông bà ngoại ở nhà thôi. Nói chính xác hơn, mặc dù là
chỉ có mình ông bà ở nhà, nhưng mà do là nhà của dì hai thì cũng sát bên mà các bạn, có hai người con của dì hai, hai người cháu đó, qua chơi với ông bà từ sáng sớm cho tới 11 giờ tối mới về, ngày nào cũng vậy trơn ha. Thì như mọi hôm thôi, cứ nghĩ là không có chuyện gì xảy ra đâu. Cái buổi sáng hôm đó, cậu của em cá này nè đang sửa soạn đi thì không biết vì sao mở cái xe hoài không có rồ ga lên các bạn. Nó cứ kêu tịt 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 tịt, xong nó tắt, tịt 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 tịt, xong nó tắt. Không biết giờ sửa sao hết trơn. Mà bây giờ có hẹn không đi là không được. Mà do lúc đó là cậu đang xài cái chiếc SH mod á, nó là có cái chìa khóa smart key. Bây giờ dắt ra tiệm á thì sợ người ta không biết đường sửa, mà bây giờ dắt ra hãng thì hãng ta nghỉ mới mùng 5 Tết ai đâu làm. Thì lúc mà đứng qua đứng lại, vòng qua vòng lại hồi thì tự nhiên nha các bạn, cái chuỗi vòng tràng hạt vòng Phật trên tay của cậu đeo tự nhiên nó đứt ngang ra luôn. Khi này nè, kiểu mọi thứ nó diễn ra nhanh quá cho nên là cậu của em cá cũng thoáng nghĩ tới cái chuyện là cái điềm tâm linh xui rủi. Nhưng mà một hồi thì cậu cũng quên bẵng đi. Thứ nhất là do cậu đang rất là bực bội. Thứ hai nữa là bây giờ bạn bè dưới Cà Mau là ta bắt cua, bắt ghẹ, xong ta nấu ăn bia mọi đồ chuẩn bị đủ hết trơn rồi. Đợi mình cậu xuống, bây giờ không xuống thì rất là kỳ, bạn bè đang chờ. Cho nên cuối cùng cậu quyết định á là cậu mới nhờ một cái người bạn của cậu chở cậu đi. Riêng về ngoại của em cá này nè, thì ở đó giờ sống cũng là theo đạo Phật, cũng hay coi phim này kia các bạn. Nên thấy như vậy thì cậu cũng, tức là bà ngoại cũng nghĩ ha, thấy cậu bị đứt dây xong rồi xe rồ không lên thì cũng nghĩ. Cho nên là có chạy tới cái bàn thờ để mà thắp nhang khấn vái với tổ tiên, khấn vái với bà Bảy á, là mong cậu em đi đường bình an, không có chuyện gì xảy ra. Thì cái lúc khấn xong đi từ trên lầu xuống cái phòng ngủ, cái lúc mà đang nằm trên giường thì có lơ mơ bà ngoại em nha. Bà ngoại em lơ mơ em nhìn thấy á là bà Bảy của em hiện về. Lúc đầu các bạn nhìn ra cái cửa thấy bà Bảy bước thẳng từ bên ngoài vào trong cửa phòng, sau đó là ngồi ngay bên cạnh đầu giường luôn. Bà Bảy lúc này bà mới nói với bà ngoại là trời ơi, hồi sáng giờ tôi giữ thằng Út ở nhà mà không hiểu sao bà vẫn để cho nó đi chơi. Nó đi thì không sao đâu, nhưng tối nay tôi lo là bà với ông nhà nè, tôi thấy là có điềm hổng lành. Tôi làm đứt cả cổng dây chuỗi đeo của thằng Út mà nó vẫn không hay biết gì hết trơn. Tối nay tôi nói bà nghe nha, bà kêu gia đình con hai qua đây ngủ đi. Vừa nói xong các bạn, bà ngoại em khi này chợt tỉnh dậy, thấy xung quanh mọi thứ vẫn rất là bình thường và bà Bảy đã biến mất tiêu rồi. Lúc đầu thì cũng hoang mang lắm, nhưng hồi sau nghĩ bụng chắc cũng bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Bị là bà Bảy, bà cũng hay hiện về bà dặn, nhưng đa phần mọi chuyện cũng không có gì gọi là to tát hết trơn. Cho nên đến cái buổi tối hôm đó, bà ngoại cũng không có kể cho dì hai, cũng không có kể cho ông ngoại nghe, đi vào trong phòng nằm ngủ như bình thường. Nhưng đến độ tầm khoảng 1 giờ sáng á, bà ngoại của em cá này thuộc dạng là ngủ tỉnh, có nghĩa là chỉ cần một cái tiếng động nhỏ xíu thôi là bà sẽ tỉnh lại liền. Thì đúng tầm cái giờ đó, bà nghe thấy có một cái tiếng sột xà sột soạt ở trên phòng khách. Nhưng bà nghĩ chắc là do con Coca, là con chó nuôi trong nhà, nó đói bụng hoặc là nó đi tới thao nước của nó để nó uống. Nên thôi, không có gì đâu, bà tính nhắm mắt bà ngủ tiếp rồi. Nhưng ngay cái khoảnh khắc đó nha các bạn, bà ngoại không có kịp nhìn kỹ đâu, nhưng mà bà chắc chắn không thể nào bà nhìn lầm được, do cái hướng nằm của bà là ngay chỗ cái cửa sổ. Bà thấy rõ ràng là có một cái thằng ăn trộm các bạn, nó đang chui từ cái cửa sổ kế cái giường của bà ngoại đi vào bên trong phòng. Khi này giật mình rồi, tá hỏa tâm tinh liền rồi, cứng đơ hết trơn luôn, không nói được câu nào hết. Tại vì cái thằng ăn trộm á, nó đi qua cái chân giường của ông bà ngoại, biết là ăn trộm sợ lắm, nhưng mà không hiểu sao trong lúc đó sợ quá không có la được, hoặc là có ai đó đem bịt miệng của bà ngoại lại, mà bà ngoại kiểu là á khẩu luôn các bạn. Nhưng đôi mắt bà ngoại vẫn đang mở trân trân để mà nhìn về phía cái thằng ăn trộm nha các bạn. Nhắc lại lần nữa là đôi mắt của bà ngoại vẫn còn mở nha. Ông bà theo thói quen ở dưới quê thì các bạn biết là hay ngủ mùng á, thì bây giờ biết là cái tình hình là nó rất là nguy cấp như vậy rồi. Cái thằng ăn trộm lỡ may mà nó nhìn thấy mình đang mở mắt mình nhìn nó, kiểu gì nó giết mình chết. Nhưng mà bây giờ cố gắng nhắm mắt lại nhắm, không được là không được các bạn. Khi này nè, trong đầu á, bà ngoại khấn đủ thứ luôn, khấn quá trời khấn luôn. Thì bà nhìn thấy là cái thằng này nè, tay của nó cầm một con dao Thái Lan nha. Sau đó nó tiến lại gần tới cái giường của ông bà ngoại á, nhìn chằm 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 vào trong. Nhưng lạ lắm các bạn,
Cái khoảng cách giữa nó với lại ông bà ngoại em rất là gần nha. Nhưng mà cái con mắt của nó đó, nó cứ đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại, giống như là nó đang kiếm một cái gì, chứ nó không hề nhìn thấy ông bà ngoại đang nằm trên giường. Một hồi sau á, chính mắt bà ngoại thấy là thằng này nó quay đi, hướng ra cửa phòng ngủ, mở cửa ra, đi thẳng ra ngoài cái hành lang. Nhìn qua bên tay trái á, là tới chỗ của cái phòng khách, đi lên được trên lầu và mở được cả cái cửa chính ra luôn nha. Bà ngoại rất là sợ, sợ là con Coca nó sủa rồi bị thằng này nó giết. Cho nên là bà ngoại thương con chó mà, kiểu niệm ở trong lòng á, là bây giờ có lấy tiền thì đi lên trên đầu giường, có nhẫn với dây chuyền ngoại để trên đầu giường á, muốn lấy thì lấy đi chứ đừng có giết cái con chó của bà. Thì tự nhiên khi này nè các bạn, bà ngoại thấy là thằng này nó bước tới cái cửa, nhưng mà nó dừng lại, xong nó quay qua chỗ cái phản á, cái phản chỗ mà ông bà đang nằm ngủ, nó hét lên, nó kêu á là ai, mày là ai, mày là ai, tao giết mày bây giờ, mày là ai, mày là ai. Nhưng mà rõ ràng trên cái phản gỗ chính là cái chỗ mà ông bà đang nằm ngủ, chứ làm gì mà có người khác đâu. Và khi mà vừa hét lên như vậy, lập tức thằng này nè các bạn, nó chạy về phía cái cửa sổ ban này nó vừa cậy ra, phi thẳng ra bên ngoài, và nó còn giục lại con dao Thái Lan ở trong phòng nữa. Vừa chạy á, nó vừa la oai oái lên, giống như là nó nhìn thấy một cái gì đó kinh khủng lắm. Và ngay khi cái thằng ăn trộm chạy ra bên ngoài rồi, thì một cái giọng nói truyền vào trong tai của bà ngoại, không ai khác chính là giọng của dì Bảy. Dì Bảy kêu á, là tôi nói bà rồi, nay phải để thằng Út nó ở nhà, chứ không á, để cái thằng ăn trộm nó thấy hai vợ chồng già rồi nó nảy ý vô cướp. Tôi không phải lúc nào cũng ở đây để mà bảo vệ gia đình bà đâu. Làm như vậy á, là tôi bị phạt nhiều lắm. Nhưng mà do tôi mang ơn. Mang ơn hồi đó tôi bệnh hoạn nằm liệt giường, bà là cái người đầu tiên dành nuôi tôi, cho tôi ăn xong tắm cho tôi, rồi đưa tôi đi chơi. Mặc dù lúc đó nhà bà cũng không khá giả gì hết trơn. Đối với tôi á, đó là cái ân huệ mà tôi cũng không biết phải trả làm sao cho hết cho bà nữa. Và nay tôi tu tập được tốt nên cũng có âm binh đi theo. Một mình tôi không có bảo vệ được hết, nhưng tôi có cử âm binh đi theo con cháu bà. Và hôm nay nè, đích thân tôi ở đây để tôi lo cho bà nè. Bà sống mạnh khỏe, nay tôi dùng nhiều sức quá, nên ngày mai có thể là thằng chồng của con ba. Thằng chồng con ba có nghĩa là chú Hổ, là ba của em cá này nè. Ngày mai có thể là thằng chồng của con ba đó. Nó thấy linh tính chắc chắn nó sẽ gọi cho bà liền. Bà yên tâm đi nghe. Thôi, tôi đi à. Khi mà dì Bảy vừa đi xong, lập tức bà ngoại của em cá này cử động lại được cơ thể ha. Mắt là chớp lại được rồi. Tuy nhiên thì bà đâu dám ngủ đâu. Tại vì đây nó là một cái trải nghiệm quá là kinh hoàng. Nếu như ban nãy không có dì Bảy che mắt của thằng ăn trộm lại đó, thì chắc chắn nó đi vô nó cướp, nó cầm tay con dao, nó biết là bà ngoại nhìn thấy mặt của nó rồi, thì khả năng cao là nó đâm chết ông bà luôn. Rất là may mắn, cho nên nằm sợ lắm, cũng dạng chưa có hoàn hồn lại đâu. Cho đến khi mà trời sáng, mới vừa kịp kể với chồng của mình nghe thôi, thì khoảng độ đâu hơn 8 giờ có một cái gì gọi là dì An ha. Nói sơ qua về dì An này chút xíu. Bản thân dì cũng là một cái người có căn và thường xuyên được bà Bảy mách bảo cho. Ở trong một câu chuyện lần trước Nguyễn đã kể rồi, khi mà em cá nộp cái bằng đi, tức là nộp cái hồ sơ để mà thi lái xe ô tô đó, thì trong cái chỗ trường thi đó có quỹ các bạn, và nhờ cái sự mách bảo của bà Bảy nên là dì An tự động gọi điện cho em cá để mà hướng dẫn em cách mà thoát thân. Thì khi này nè, hơn 8 giờ thôi, ông bà ngoại đang ngồi hoang mang ở trong nhà lắm, thì nghe thấy có tiếng kêu ngoài cửa. Đi ra coi thì thấy là dì An của em đã đợi từ lúc nào rồi. Vừa mới mở cửa là nhảy sọc thẳng vào bên trong luôn. Đi vòng vòng tới ngay đúng cái chỗ cửa sổ các bạn, nhặt cái con dao Thái Lan lên và nhìn ra bên ngoài, phát hiện là có đôi dép tổ ong. Thì dì An mới quay qua nói với lại ông bà ngoại đó, là tối hôm qua dì Bảy về, dì Bảy nói con á là bác gặp chuyện, cho nên là hôm qua chưa tới 2 giờ sáng thôi là con phải ngồi dậy, con đọc kinh niệm Phật, con dùng sức để mà con phụ dì Bảy, giống như là dạng tụng kinh hộ niệm á các bạn.
Vì con biết á, là lần này bác và ông chỉ thêm chút xíu nữa là sẽ bị giết. Cho nên hôm qua bác không thể nào mà bác nhắm mắt được. Nó giống như là một cái nghiệp phải trả hoặc là làm sao đó. Và cũng do một phần dì Bảy muốn cảnh cáo bác á, là dì đã phạm luật để tiết lộ thiên cơ địa giới. Nhưng mà bác không có thèm quan tâm, không có thèm nghe lời dì. Cho nên là dì mới dọa như vậy cho bác sợ, để cho lần sau không có dám cãi lời dì nữa. Có nghĩa là trong cái giấc mơ buổi trưa hôm qua, sau khi mà cậu Út đi rồi, dì Bảy đã về nói á, là không được, tối nay là bà với ông không có được ở một mình, phải kêu vợ chồng con hai qua đi, nghe lời tôi. Nhưng mà bà ngoại lại bỏ ngoài tai các bạn, cho nên buổi tối dì Bảy mới hành động như vậy. Và khi mà dì An mới vừa kể xong á, thì ba của em cái nè, gọi điện cho ông bà ngoại, gọi liền luôn. Ba nói á, chú Hổ này kêu á, hôm qua dì Bảy về báo tin cho con hay rồi, con đã cho người chạy qua để chuẩn bị lắp camera, cài đặt hệ thống an ninh cho ba mẹ. Chứ nhà cửa không có một cái người nào, không có thanh niên để mà canh ba mẹ như vậy là không ổn đâu, con lo lắm. Và ông bà ngoại nghe xong hoang mang không kém luôn các bạn. Tại vì thật sự ông bà ngoại rất là sợ phiền ba mẹ của cá. Với lại trong gia đình á, riêng về cái ba mẹ của em cá này nè, là may mắn được tổ nghề thương, ông bà cố hai bên nội ngoại phù hộ độ trì, cho nên là trộm vía làm ăn dư giả. Và cũng chính vì vậy nên là bận bịu công việc cả ngày luôn các bạn. Ông bà ngoại thấy thì xót con, kiểu xót con gái, xong rồi xót con rể nữa, cho nên là dặn bụng không có nói, đợi khi nào mà lắp camera xong rồi thì mới kể lại câu chuyện như vậy. Nhưng hóa ra là tối hôm qua dì Bảy hiện về báo tin một lượt cho tất cả mọi người hay. Và khi này nè, dì An ngồi xuống trên bàn với ông bà đó, thì dì An có nói tiếp là hôm qua con với dì Bảy á, liên tục là tụng niệm luôn. Hôm qua đáng lẽ là phải có âm binh đi theo dì Bảy, nhưng dì Bảy kêu là một mình Bảy đến đó muốn trực tiếp bảo vệ hai bác, nên phải nói là hầu hết sức lực. Bảy hôm qua mệt lắm rồi, riêng con á, cũng rã rời cơ thể để mà hộ niệm luôn. Do là mẹ con ngồi kế bên kêu con á, là mày chỉ phụ một phần mà mày mệt rã người như vậy, còn bà Bảy thì bà mệt tới cỡ nào nữa. Bà nhà chỉ có một mình cái dì An này là có thể gọi là, có thể là liên hệ được với dì Bảy thôi, giống như là một cái sợi dây kết nối giữa hai người. Các bạn, chỉ có một mình dì An mới có thể trợ lực được cho dì Bảy theo đúng cái kiểu như vậy. Bây giờ bả về, bà Bảy á, bả về bả kêu mày làm rồi, mày mà không hoàn thành đúng á là bả quở mày nặng, nghe chưa? Thôi, bây giờ xong rồi mày vô tắm rồi mày chạy qua nhà của hai bác nhanh đi. Và đến cái buổi trưa các bạn, ba của em mới đi xuống Cần Thơ. Qua tới nhà ông bà ngoại kiểu giống như là bị khiến các bạn, vô tới nơi nha, làm liên tục, giống như là một cái máy được lập trình sẵn vậy đó. Xuống tới đầu tiên là chụp hình, đi ra báo công an các kiểu đồ này kia. Mà rất là may mắn gia đình em là cũng quen với lại bên công an ở dưới đó. Cho nên là sau 16 tiếng đồng hồ kể từ khi mà ba chú Hổ, chú bay ra, tức là chú về tới Cần Thơ đó, thì bắt được cái thằng ăn trộm các bạn. Và khi mà bắt á, bình thường thì sẽ kêu người nhà lên phường, nhưng mà lần này ba cũng quen, cho nên là ba có nói là thôi bây giờ chỉ đạo thằng đó về nhà lấy lời khai, sẵn tiện kêu nó là thuật lại cái hiện trường luôn. Giống như là các bạn để ý những cái vụ án ở trên, ví dụ xảy ra vụ án nào đi, thì người ta thường sẽ kêu hung thủ tới để mà thuật lại cái hiện trường, mày diễn lại coi, mày cậy cửa này ra làm sao, mày diễn lại, giống như để người ta lưu hồ sơ hay sao đó. Thì lúc mà thằng này nó vô các bạn, nó nói là chủ đích tại sao hôm đó nó vào nhà, nó muốn ăn cướp, ăn trộm, nhưng lý do như thế nào mà nó đột ngột, nó la hét xong rồi nó chạy ra ngoài như vậy. Và thậm chí nha, gia đình em còn có cái file ghi âm cuộc nói chuyện hôm đó nữa, nhưng mà em cá thì em không tiện. Đại loại, tóm tắt là công an hỏi, bây giờ mày xuống đó mày lấy được cái gì chưa? Thì thằng này nó kêu là chưa, không có lấy được cái gì hết. Lúc đó nó túng quẫn lắm, nó biết là hai ông bà già này nè, ở nhà có mình, nó quan sát căn nhà 2-3 ngày rồi, nhưng mà chính xác cái hôm đó đó, không phải là ngày nó dự định đi ăn trộm đâu, nhưng mà do nó mới vừa thua đá gà buổi chiều, nên nó đánh liều nó đi luôn. Nhưng lúc leo vào trong nhà, bất ngờ là trong căn phòng đó, không có ai hết nha các bạn. Chính miệng thằng ăn trộm kêu á, là trong căn phòng đó không có ai hết. Mặc dù bà ngoại nói á, là nó đứng sát cái mùng, nó nhìn vô, hai con mắt của nó căng ra như nè, nó quay qua quay lại, nó nhìn vô trên cái phản gỗ chỗ mà ông bà đang nằm, nhưng không thấy ai hết. Khi này nó yên tâm rồi, nó mới đi ngược ra bên ngoài, nó vừa mới mở cửa ra thôi các bạn, đứng nhìn giáo giác vậy đó, cho đến khi mà nó quay đầu ngược trở lại trong căn phòng ngủ, nhìn vào đúng cái phản gỗ ban nãy á, thì lập tức
Nó thấy có một cái người phụ nữ rất là già rồi ngồi đung đưa chân nhìn nó rồi cười. Nhưng ghê rợn nhất các bạn, người phụ nữ này hỏi nó: "Bây giờ mày muốn sao? Mày muốn chết tươi hay là mày muốn chết thế nào hả mày?" Chính vì cái hình ảnh đó và cái giọng nói giống như là vang từ âm ti địa ngục về vậy đó, cho nên nó sợ lắm các bạn. Nó hét lên, nó mới kêu là: "Mày là ai? Tao giết mày bây giờ." Mặc dù nó biết đây chắc chắn không phải là người, tại nó mới từ chỗ đó nó đi ra, người ở đâu mà xuất hiện tự nhiên ở trên cái phản gỗ như vậy. Nên là nó hét, nó sợ quá trời sợ luôn, nó bỏ chạy một mạch đi ra khỏi căn nhà của ông bà ngoại em cá. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện đầu tiên. Qua đến cái sự kiện thứ hai, sự kiện này cũng chính là cái tiêu đề ngày hôm nay của chúng ta nè các bạn, và nó rất là dài ha. Tính từ thời điểm mà em cá gửi email cho Nguyễn thì cũng phải xảy ra được tầm khoảng 2-3 năm rồi. Lúc đó là căn nhà ở trên sàn lần trước á, thì Nguyễn có kể cái căn nhà, nếu mà Nguyễn nhớ không lầm cái email của em cá lần trước tên là Ngôi Nhà Quỷ Ám ở Phú Nhuận thì phải. Cái căn nhà đó, đúng rồi, hình như đúng rồi đó. Cái thời điểm đó là em cá gửi về cho Nguyễn một cái câu chuyện, tóm tắt lại cho các bạn dễ hình dung ha. Là nhà của em cá này kinh doanh đa ngành nghề nhưng nhiều nhất là kinh doanh vàng bạc đá quý. Tức là sẽ có một cái chuỗi hệ thống tiệm vàng rất là lớn, và trong cái giai đoạn đó gia đình của em đang xây nhà, hình như là ở trên đường Quang Trung thì phải, căn nhà đó đang xây. Cho nên là mới thuê một cái căn nhà khác ở ngay chỗ là một cái đường, một cái đường hẻm cắt cái đường Phan Đăng Lưu á. Thì xui cái là trong cái căn nhà đó có quỷ. Thì ở trong đó một khoảng thời gian đợi cái căn nhà này xây xong nè, thì gia đình của em có chuyển về. Rồi, ở trong gia đình của em á, chính vì cái hệ thống nó lớn như vậy cho nên là rất là nhiều nhân viên luôn, nhưng đa phần toàn là những cái người bà con dòng họ ở trong nội, ở bên ngoại. Do là ba mẹ của em rất là thương người luôn, thương anh em, xong mà chú bác họ hàng này kia. Ở dưới quê thì cũng không có công ăn việc làm, cho nên là giờ thôi lên đây đi, đào tạo học nghề em sẵn là cho làm luôn, có đồng ra đồng vô. Quay lại cái khoảng thời gian đó, do là trong nhà rất là nhiều những cái người nhân viên như vậy, mà lòng người thì nông sâu, ai mà đoán được đâu. Cho nên có cái chú kia kìa, tạm gọi tên là chú Tý đi ha. Cái chú Tý này là em họ của mẹ em cá. Lúc đầu lên đó các bạn, thì cô tạm gọi tên cô là cô Hoa ha. Mẹ của em cá tên là cô Hoa. Cô Hoa có cho chú Tý đứng ở trong cái quầy chính. Cái quầy chính là nơi để tiền, đồ cầm cũng như là tiền ngoại tệ mà người ta đổi đó. Nhưng do bản thân của chú Tý này nè, mê cá độ, đá banh, bóng các kiểu, và hay có tật là lấy le với gái nữa. Và chính vì vậy ăn tiêu rất là kinh khủng luôn, nhưng mà được cái dẻo miệng lắm các bạn. Lợi dụng cái sự tin tưởng của cô Hoa này để ăn cắp đồ của cô trong quầy. Và cùng với chú này còn có thêm cô nữa, tạm gọi tên cô Xuân đi. Cô Xuân này cũng là bà con của cô Hoa luôn, mà cô này là quản lý trưởng trong cửa hàng luôn nha các bạn. Thì là phải tin tưởng đến cỡ nào thì mới cho đứng cái vị trí quản lý trưởng chứ. Và cô này thì cô đứng ở quầy vàng chứ không có đứng ở trong cái quầy chính. Và tưởng đâu là cô chú này lấy đồ mà không ai biết đâu. Nhưng mãi về sau này, khi mà nghe mẹ của em kể lại thì bản thân em mới thấy sợ, và em nhận thức được á là dòng họ tổ tiên của mình linh, cực kỳ linh. Theo như lời của cô Hoa này kể lại cho em cá nghe, do cô tin tưởng cái chú Tý đó mà, nên cái buổi trưa ngày hôm nọ, cô để chú đứng một mình ở trong quầy chính và cô đi lên lầu để cô ngủ trưa. Mà bình thường á, cô sẽ không bao giờ check cái camera đâu. Nhưng riêng cái hôm đó, tự nhiên đang nằm các bạn, đang mơ mơ màng màng nè, thì thấy từ bên trong cái tủ đồ ở trong phòng của cô chú á, nó vọng ra một cái tiếng khàn khàn của một cái người đàn ông. Lúc đầu nghe thì ngộ lắm, ủa sao giọng ai vậy ta, mà mình đang nằm trong nhà mình mà không lẽ mơ hay sao. Thì nghe kỹ cái giọng người đàn ông nó kêu á: "Sao mày lơ là quá vợ con, nó lấy hết bao nhiêu tiền rồi mà sao mày vẫn còn để ở đó vợ con?" Chỉ nghe như vậy thôi nha các bạn, nhưng không hiểu sao lúc đó cô Hoa lập tức cũng bật dậy liền luôn. Thì đúng cái lúc cô bật dậy, cái điện thoại iPhone của cô á, lúc đó là cô xài cái iPhone 6-7 gì đó, nói chung là phải có cái vân tay thì mới mở được. Sau đó là muốn từ cái vân tay đi vào trong cái app để mà check camera đó, thì nó phải nhập một cái bước mật khẩu nữa. Nhưng không hiểu sao mới tỉnh dậy luôn, nhìn qua cái điện thoại, tự nhiên các bạn thấy cái màn hình á, nó tự động nó nhảy vào cái cam. Ví dụ trong nhà mình sẽ lắp 6 cái cam, thì mình sẽ phải chọn
Thí dụ muốn xem cam nào là mình phải lít để mà chọn, ví dụ cam 1, cam 2, cam 3, cam 4, thì mỗi một cam nó sẽ ở một cái vị trí khác nhau. Thì lúc mới tỉnh dậy nhìn thấy vô các bạn, trên cái màn hình hiển thị đúng cái cam số 16, có nghĩa là nó chỉa thẳng ngay cái quầy chính. Cô Hòa nhìn vô, cô thấy rõ ràng trong camera là cái chú tí kia kìa, chú đang rút mấy cái bao đồ cầm hết hạn đóng lãi suất á, nhét vào một cái túi đen. Đây chính là hành động ăn cắp rồi chứ còn gì nữa các bạn. Và nhìn thấy xong thì cô Hoa cũng hoang mang vô cùng luôn. Tại vì cô không nghĩ là một cái người mà mình tin tưởng bây giờ lại phản bội mình như vậy. Khi mà nghỉ trưa xong, cô đi xuống dưới, cô nhìn thấy chú Tý rồi. Trong tâm thế cô cũng rất là hoang mang luôn, bị tính cô rất là thương người cực kỳ. Nhà chú thì cũng khó khăn. Với lại thêm cái nữa là cô Hoa cô nghĩ là những cái bao đồ cầm mà chú ăn cắp á, thì cũng toàn là đồ thanh lý do khách người ta không có đóng đúng hạn. Cho nên thôi cuối cùng, từ bi hỷ xả nha, cho qua cái vụ đó luôn. Nhưng cách đó mấy ngày sau các bạn, ông nội của em có gọi điện lên cho mẹ đó, vừa mới bắt máy thôi, thì ông nội của em cả đã nói liền. Con biết không, tiền là tiền mồ hôi nước mắt của con với chồng con bỏ ra. Cho qua một lần, hai lần thôi. Tại vì do chính con không muốn tố giác nó, con không muốn phanh phui chuyện này. Cho nên là ông bà cố trong gia đình mình à, mới không có phạt. Nhưng nếu từ đây về sau còn tái diễn thì con và chồng con đừng có mơ mà can thiệp vào được. Ba chỉ truyền lời lại thôi, còn hậu quả về sau á thì ba cũng không thể nào giúp được đâu nha. Hiển nhiên ngay thời điểm đó, cô Hoa đâu có kể chuyện gì cho ông nội nghe đâu các bạn. Nhưng nghe cái lời đó biết chắc chắn là ông nội đã nói tới cái chuyện gì rồi. Khi này nè, cô Hoa không nói lại các bạn, chỉ dạ dạ vân vân, dạ dạ vân vân, dạ con biết rồi, biết rồi, biết rồi. Và cuối cùng cô cũng cho qua luôn. Nhưng khoảng tầm 3 tháng sau, em cá cũng không có nhớ rõ chính xác vào cái buổi nào nữa. Nhưng đại loại hôm đó là em có trong nhà, em thấy là ông nội của em nha, xuất hiện ngay trước cửa. Mọi người rất là bất ngờ luôn. Ông đi thẳng vào bên trong, ngồi xuống, có cả cái chú Tý với lại cái cô Xuân kia nữa. Thì ông nội của em mới hỏi á, hai tụi bay lấy bao nhiêu tiền rồi? Tự nhiên nha, tức là ông bà nội thì ở dưới quê, quê nội của em là dưới miền Trung á. Ông nội tự nhiên xuất hiện ở trên Sài Gòn, chỉ thẳng vào mặt xong hỏi, hai tụi bay lấy bao nhiêu tiền rồi? Nhưng hai người kia không trả lời các bạn, dạng bị đơ mà bị xịt keo á. Nên là ông nội mới hỏi tiếp, tao hỏi lại lần nữa, mày với cái con nhỏ này nè, hai đứa mày lấy hết bao nhiêu tiền rồi? Lấy hết bao nhiêu đồ cầm thanh lý và bao nhiêu chiếc nhẫn chỉ vàng 24 rồi? Đọc vanh vách, vanh vách, vanh vách, lấy cái gì như nào luôn các bạn. Và thật sự lúc đó đó, khi mà nghe ông nói như vậy, bản thân em cá cũng giật mình. Vì thật sự là mẹ không có kể cái gì hết và cũng không có nói rõ là mất vàng hay là mất bao cầm đồ. Nhưng mà ông lại nói chính xác đến như vậy. Một hồi sau, cửa tiệm đóng sập xuống. Có rất là nhiều nhân viên cũng ngồi lại đó theo lệnh của mẹ em. Rồi ông nội ông quay sang chỗ của cái cô Xuân kia nói á, mày mở điện thoại của mày lên, mày mở lên đi, để rồi cho chị hai của mày á, tức là mẹ của em cá này nè, để cho chị hai của mày coi cái đoạn tin nhắn mà mày với con nhỏ chị ruột của mày nhắn. Lúc đầu hai người này còn cứng lắm nha, dạng như là không trả lời đâu. Nhưng một hồi cái thái độ nó vẫn cứ như vậy, cho nên là cô Hoa cổ bực lắm, cổ quạo, cực kỳ quạo luôn. Cổ quơ tay, cổ lấy cái nón bảo hiểm, cổ tán vào đầu của cái chú Tý đó một cái. Và cổ nói là tao có làm cái gì sai với mày không? Mà tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Tao có làm cái gì tệ hại với mày không? Tại sao mày lại hại tao như vậy? Bây giờ mày có mở cái điện thoại lên không? Tao còn đứng đây tao nói chuyện á, là tao còn tha cho tụi bay. Chứ để mà tao gọi anh tụi bay về á, thì ổng có gọi công an. Đừng có nghĩ tới cái chuyện về quê để báo hiếu nghe chưa? Sợ xanh mặt liền. Cả hai đều mở điện thoại lên hết. Thì đúng thiệt, cái điện thoại của bà Xuân kia các bạn, trong cái đoạn chat bằng voice, voice chat á, có một cái đoạn mà chat với lại cái chị gái ruột của bà luôn. Cái người kia hỏi lại là mày lấy nhiều như vậy, bà hai, bà có biết không? Chính xác y chang như là lời ông nội của em nói. Khi này nè, hai người kia là cúi gằm mặt xuống rồi. Ông nội của em lên tiếng tiếp á, là cho dù chị hai mày có tha lỗi á, thì tụi bay cũng đã phạm vào tổ tiên của nhà nó. Vốn dĩ một hai lần ông bà còn bỏ qua cho, nhưng đến bây giờ bay ăn trên đầu anh chị bay là đã gai trong mắt ông bà rồi.
từ sau cái buổi nói chuyện này, tụi bay có bị phạt hay như thế nào á, là quả báo của việc có tính lừa lọc và ăn trộm cắp tài sản của người đã cưu mang và tạo điều kiện giúp đỡ cho hai tụi bay nghe chưa. Và quả đúng như lời của ông nội em cá nói, một khoảng thời gian ngắn sau thôi, chú Tý với lại cô Xuân này đồng loạt xin nghỉ hết vì lý do ghê lắm nha. Cái phòng ngủ nhân viên nằm trên lầu, nhưng buổi tối chỉ cần hai người này nằm xuống thôi, lập tức là bị kéo chân lôi ra tới cái cửa chính luôn, khi đang ngủ giữa đêm như vậy đó. Và em cũng có nghe một cái người là họ hàng của ông Tý kia kể lại là kể từ khi mà ổng về quê với gia đình ba mẹ ổng á, thì ba mẹ ổng cãi nhau quá trời luôn, rồi ba ổng bỏ ra ngoài mỗi tối, dạng như là đi lén phén á. Thì tới cái lúc bị bắt ghen tại trận, bắt ngay tại nhà nghỉ, thì biết là cái người mà ba của ông Tý này ngoại tình à, chính là bạn kết nghĩa của mẹ ổng luôn. Và tất nhiên sau vụ đấy, người ba của chú Tý này với lại nhân tình bỏ đi biệt xứ, để lại mẹ chú và một cái người em ở lại. Và nghe kể bây giờ nhìn tàn lắm các bạn, mỗi cái dịp mà Tết á, phải ghé lên nhà của cái người họ hàng mà kể là cho em cá với mẹ của em nghe để xin tiền lì xì, chứ bây giờ không biết xoay sở kiểu gì nữa. Còn việc mà dùng cái số đồ cầm để mà đi chơi cá độ đá banh online á, có nghĩa là cái đồ mà ngày xưa ăn cắp ở trong nhà của em cá này nè, các bạn biết ăn cắp nhiều tới nỗi mà lập hẳn một cái website giống như dạng làm cò cái ở dưới kiểu vậy đó. Lúc đầu chơi nha thì cũng dư, xong rồi cuối cùng á các bạn về chơi hụi không biết kiểu gì, mất sạch luôn, bây giờ nợ quá trời là nợ. Giang hồ tìm tới tận nhà tạc cửa sơn. Và cái Tết vừa rồi nè, mới vừa hồi Tết năm nay nè, hay là cuối năm ngoái gì đó, là bị giang hồ tới hả tạc đập phá lung tung tới nỗi mà ba mẹ con phải bỏ trốn đi biệt xứ chứ không có dám ở lại ngay chỗ quê mình nữa. Và còn cái cô Xuân kia, nghe kể lại là không biết là về quê kiểu gì, nhưng mà 2 năm đổ lại đây nghe người ta nói đó là cô này cũng bị gả qua bên Đài Loan, dạng mua vợ miền Tây kiểu xứ Bến Tre á các bạn. Và do thiếu tiền các kiểu qua bên kia bị đánh đập dã man lắm cả. Bây giờ gia đình không biết phải làm sao để mà hoàn tất cái thủ tục đón về. Và đến cái thời điểm em cá viết email này cho Nguyễn Nguyễn á, mẹ em có kể là ông nội của em vừa gọi kêu là nghiệp của hai người này chưa hết đâu, phải bị trừng phạt tới mức thân tàn ma dại mới biết hối cải. Do là cái lần mà ông ngoại của em đi vào á, kiểu nói chuyện mình biết rõ ràng mười mươi là người ta đã nắm thớp mình rồi, mà cái thái độ vẫn còn rất là cợt nhã, cho nên là ông bà cổ huyền thất tổ, tổ tiên gia đình em á, giận dữ lắm luôn. Và kể từ sau cái sự kiện này, chỉ cần có bất kỳ một người nhân viên nào nảy ra ý nghĩ xấu hoặc là ăn trộm đồ của nhà em ha, kiểu gì cũng bị nhát hoặc là bị cảnh cáo. Và lúc đầu thì cá cũng chưa có tin hẳn hoàn toàn đâu nha các bạn, nhưng có một cái vụ nó chấn động lắm. Hồi năm đó là năm 2018, như Nguyễn có nói lúc đầu là gia đình của em thuê rất là nhiều nhân viên luôn. Thì có 3 cái phòng nghỉ ở lại cho nhân viên, mỗi phòng á, ở 5 người nhưng mà cảm giác nó vẫn còn rất là rộng. Và trong số 20 người nhân viên đó có một chú. Chú này tên là chú Kiên. Chú làm trên xưởng, cũng là thợ chính trong cái khâu mà gắn hột xoàn á. Thành thạo đâu đó là cũng hơn 20 năm tuổi nghề rồi. Nhưng mà do cái thời điểm đó nhà nhân viên rất là đông, đa số là nữ, nên chắc chắn không tránh được cái việc mà người này thích người kia á. Chú Kiên này nè các bạn, thứ nhất là người có gia đình rồi, thứ hai á, là chú có 2 đứa con, nhưng vẫn lén phén với một cô trong chỗ làm, tạm gọi tên cô Lan đi ha. Cô Lan này cũng không vừa đâu, bả là con đời chồng, có thêm đứa con rồi. Bả biết là cái chú Kiên kia như vậy luôn đó, nhưng bả vẫn chấp nhận, hai người này vẫn lén phén, vẫn yêu đương nhau qua lại, giống dạng yêu cho nó vui chứ bình thường bộ tẻ nhạt quá chịu không được hay sao đó. Mọi chuyện lúc đầu thì không có gì đáng nói hết, mọi người ở trong cái chỗ đó thì không ai biết về mối quan hệ lén phén này hết trơn, cho đến khoảng một thời gian sau, thì cái cô Lan này cổ có bầu với lại chú Kiên. Và nghe tới đây thì chắc các bạn cũng biết số phận của cái bào thai trong bụng của bà Lan nó như thế nào rồi. Làm sao dám đẻ được? Hai bên gia đình đều vậy mà, cho nên là có dẫn nhau đi tới bệnh viện các bạn để phá thai. Nhưng mà khi tới á, người ta kêu là hiện tại cái bộ phận, cái chỗ đó đó các bạn, cái bộ phận sinh dục của bà Lan này nó đang bị cái gì không biết. Nói chung là nhạy cảm lắm, cho nên không thể mà
nào phá thai như bình thường được. Cho nên là bên bệnh viện họ sẽ cấp cho một cái toa thuốc, nó có một cái viên thuốc. Cái viên đó có nhiệm vụ là sẽ hủy cái bào thai và nó sẽ sổ ra khi uống viên thuốc đó. Nó tức là nó sổ ra bằng cái bằng cái đường quan hệ luôn đó. Nhưng mà viên này chỉ áp dụng cho bào thai khi chưa có tim thai thôi nha. Và tất nhiên là bà này, bà nghe xong thì bà đồng ý liền. Bà uống cái viên đó và bỏ cái đứa trẻ vô tội ngay trong toilet của nhà em. Và bà giấu hết tất cả mọi người luôn các bạn, không có nói cho ai hết. Nhưng chỉ sau đó vài ngày thôi, ông bà tổ tiên của bên gia đình em cá này nè, về báo tiếp cho ông nội. Và ông nội đích thân một lần nữa từ quê lên Sài Gòn giải quyết. Tại vì ông bà giao cho ai là người đó phải làm, chứ không có dạng là nói qua loa đâu. Thì ông em cũng bay vào nhưng với tâm thế rất là bực bội. Vì lý do là ngày xưa ông cũng làm thầy ha. Ông biết được chuyện rồi ông cũng phải đọc kinh tâm hướng Phật. Ông biết thế nào là thiện và thế nào là sai. Và cái chuyện mà giết đi một cái đứa nhỏ vô tội, phá thai như vậy, nó chẳng khác nào giết người hết trơn luôn các bạn. Mà đây đứa nhỏ nó có biết cái gì đâu. Và khi mà ông nội của em vừa mới đáp xuống sân bay, một mạch đi thẳng về nhà, không nói không rằng gì chơi nha các bạn. Mặc dù là ba mẹ của cá thấy ba mình xuất hiện đột ngột như vậy thôi, chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi. Ông đi thẳng vô trong, đi lên tới bàn thờ gia tiên, thắp nhe và ngồi tụng kinh siêu thoát. Tụng kinh quá trời tụng luôn. Sau đó là ông nội có cầm một cái chung nước ban nãy để trên bàn thờ, đem xuống đúng cái toilet mà cái cô này cổ phá cái đứa con đó, dội xuống dưới, xong rồi đứng ở đó trầm ngâm lắm. Mà ba mẹ cũng không hiểu là ủa tại sao lại đi cầm cái chung nước ở trên bàn thờ mà dội xuống toilet để làm gì. Nhưng mà ngược lại thời điểm đó nha các bạn, thì cái bà nhân viên này nè, bà Lan này nè, cái bà đó với lại cái ông chú Kiên á, trong cái thời điểm mà ông nội đang đọc kinh siêu thoát cho đứa con của họ, thì hai người này đang hú hí trong phòng thay đồ của nhân viên. Trời ơi, khi mà biết ra được cái chuyện này, em cám được nghe kể lại là em tức kinh khủng luôn. Mới vừa bỏ cái đứa con của mình chưa đầy tới 3-4 ngày nữa là đã kéo nhau để mà đi quan hệ rồi. Không có hề nghĩ ngợi bất kỳ một cái gì luôn. Và giải thích thêm một xíu nữa là tại sao hai người này lại có thể dễ dàng mà kiểu lén lút lén phén ở trong cái chỗ làm như vậy. Nhà em á thì là có chia ca ra, ví dụ á là nghỉ trưa, ví dụ 10 người đi sẽ có 5 người nhân viên đi ăn cơm ngủ trưa, xong sau đó là 5 người kia làm, cứ xoay ca như vậy. Và ngủ nghỉ ở đâu là chuyện của mỗi người, người ta tự chọn chỗ, tại vì đâu phải là giống như là trường mầm non đâu mà phải kiểu, hoặc là trường mẫu giáo hoặc là chỗ nào đâu mà phải kiểu là mày phải ngủ chỗ này, ngủ chỗ kia. Cho nên để mọi người tự túc cái chuyện đó, với lại ba mẹ của em cá thì cũng rất là dễ và rất là thương người đó. Camera thì có lắp các bạn, nhưng mà lắp ở ngoài hành lang thôi, còn phòng ngủ sao lắp được. Mà tổng cộng ở trong nhà có tới 30 cái camera, cho nên cái việc mà nhìn trên một cái màn hình camera như vậy nó rất là hỗn loạn luôn. Cho nên là cũng khó khả năng mà thấy được, để ý chi tiết là người này như nào, người kia vô nào lắm. Và hai người đó dựa vào cái sơ hở như vậy, cho nên họ chọn cùng một khung giờ nghỉ ngơi để mà đi hú hí với nhau. Và tất nhiên là đâu có ai biết đâu, nhưng mấy người này quên cái á, những người sống không thấy được nhưng làm sao qua mắt được ông bà tổ tiên. Và khi mà ông nội của em ha, đứng ở trong toilet, vừa phẩy cái nước nó xuống rồi, ông mới trở xuống ngay chỗ cái quầy, kêu mẹ ngồi xuống ngay chỗ cái bàn tiếp khách đó. Ông em ngồi đợi, đợi tới khi hai người kia tới cái ca đi xuống làm việc ở các bạn. Và thì thấy cái bà Lan này nè, bà phải đi ngang qua bàn trà. Ông nội của em cá chưa bao giờ nói chuyện, cũng chưa hề biết cái bà Lan này tên là cái gì. Nhưng ông gọi chuẩn xác tên luôn, kêu á, Lan, ngồi xuống đây đi. Vừa thấy ông nội xong, tự nhiên gọi đúng tên của mình, thì bà Lan này bà cũng hơi sợ sợ rồi, tại vì biết là ông nội làm thầy rất là dữ. Lúc đó mẹ của em ngồi kế bên thì có hỏi ông nội á, là ba ơi, bộ có chuyện gì vậy ba? Thì ông nội cắt ngang luôn, nội kêu, con gọi thằng Kiên Xưởng xuống đây cho ba. Và nghe tới đó, cô Hoa biết có điềm rồi, cho nên là cô vòng vào trong cái quầy lấy cái điện thoại. Em cá đang đứng ở trong thì cô có kể với em cá, thôi chết rồi con ơi, hôm qua mẹ nằm ngủ, mẹ nằm mơ thấy bà Bảy về. Bà ẵm trên tay cái đứa trẻ nhỏ xíu à, nhìn mẹ mà mắt buồn lắm kìa. Mẹ chỉ nghĩ đơn giản đâu là mẹ nhớ Bảy quá nên mẹ mơ thấy Bảy vậy thôi, chứ không có nghĩ chuyện nghiêm trọng đâu. Tự nhiên hôm nay ông nội xuống, chắc chắn là có liên quan gì tới đứa nhỏ rồi. Nhưng mà ngay thời điểm đó thì cô Hoa không thể nào cổ dám tin là hai người này lại lén phén và thậm chí là còn phá thai ngay trong nhà của cổ nữa. Và khi mà gọi điện cho cái ông Kiên xuống á,
Thì ông nội mặt rất là nghi, ông nội nói nha: "Kể từ cái giây phút ba nói cho con nghe mấy lời này, ba mong con cân nhắc và sát sao hơn về việc quản lý nhân viên. Ba đột ngột xuất hiện như vậy chỉ có là ông bà về dặn dò thôi. Nhưng lần này nha, ba e là con phải bình tĩnh nghe ba nói. Con có biết là con Lan với thằng Kiên đang quen nhau không?" Vừa nghe xong câu đó, mặt cô Hoa đúng kiểu là: "Ủa cái gì vậy? Cái chuyện gì vậy? Đang xảy ra vậy?" Không thể nào tin vào tai mình nữa các bạn. Và ông nội ông tiếp lời là: "Con còn biết thêm hai đứa nó quen nhau trong vòng 2 tháng. Thì trong 2 tháng này tụi nó quan hệ tình dục trong nhà của con và ngay phòng nghỉ của nhân viên con hay là không? Tụi nó làm chuyện lỗi đạo với gia đình, con cái, vợ con của nó, gia can của nó thì ba không can thiệp, tổ tiên nhà mình không can thiệp. Nhưng việc nó có bầu và phá thai trong nhà của mình là đang phạm phải rất nhiều vấn đề. Và cái vấn đề lớn nhất là nó bỏ sinh mạng một cái đứa trẻ trong nhà của con thì chẳng khác nào nó mang vong vào nhà của con. Ba nói thiệt cho con biết, cái chuyện đó mặc dù đứa trẻ kia vô tội nhưng ông bà tổ tiên thần thánh trong nhà mình sẽ không bao giờ cho phép nó. Tại nó không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ máu thịt với gia đình mình. Nó mà ở đây kiểu gì nó cũng sẽ bị đánh. Nhưng thương nó lắm con, nó vô tội nó có biết cái gì đâu. Ba nói để cho con hay." Và ngay khi này, ông nội của em quay qua nhìn ông Kiên á, với lại bà Lan kia. Nói cũng từ từ lắm nha các bạn, chứ không chửi bới gì đâu, kêu á: "Là hai đứa tụi mày đặt tên cho nó. Cái thứ mà mày xả xuống ống thoát nước bây giờ có muốn cũng không thể tìm lại được đâu. Cho nên mày đặt tên cho nó, xong mang lên chùa hướng nó tu để sớm đầu thai siêu thoát. Chứ tao thấy là nó oán hận hai đứa tụi mày lắm rồi đó." Lúc đó em cá đứng kế bên các bạn, ngay trong quầy cũng nghe mà. Em cảm giác là em vô cùng xót xa cho cái đứa trẻ luôn. Tại vì hai cái người này tại sao có thể nỡ lòng nào mà nhẫn tâm tới cái mức như vậy. Em không biết là con bé, cái đứa con á, oán hận hay là ức ức gì nhiều kiểu. Mà đúng như lời ông nội em nói nha, là nó hành hai người này phải gọi là thân tàn ma dại luôn. Khi mà kết thúc cái cuộc nói chuyện nó xong, hai ngày tiếp theo hai người này vẫn tiếp tục cái mối quan hệ bất chính. Các bạn có thể tin được mà lì tới cái mức như vậy luôn đó. Vẫn tiếp tục, vẫn lén phén, vẫn quan hệ tình dục như bình thường nha các bạn. Và giống như dạng là không thể nào mà thoát được khỏi cái nghiệp mà họ tạo ra đó. Cái cô này nè, bà Lan này nè, càng ngày nhìn thấy bả là càng hốc hác, xanh xao, tiều tụy vô cùng. Và nghe mấy cô nhân viên ở chung phòng kể lại là bà này, mỗi lần mà bả đi tắm á, bước vào nhà tắm là tự nhiên bả la bả hét lên. Giống như là có ai trong đó làm gì bả vậy đó các bạn. Và khi mọi người ào ào, mọi người chạy vào trong để coi á, thì thấy là cái cảnh ở dưới sàn nhà tắm vương vãi toàn là máu không à. Mà lẫn trong máu á, nó có mấy cái cục đen đen giống như là cục sỏi li ti á. Và theo lời cô Hoa cổ kể lại cho em cá nghe, có nghĩa là cái đứa bé mà bị xả xuống cái toilet đó các bạn, nó đang bắt bà này phải chịu đựng, tức là nó đang diễn tả lại cái cảnh mà lúc mà bà phá thai nó thì đau đớn như thế nào. Thì giống như những cái người mà dạng tự tử nha, là phạm vào cái tội bất hiếu, người ta nói là đúng cái giờ đó mà mình chết là mỗi ngày trôi qua ở dưới địa phủ là mình phải chịu đúng cái nỗi đau như vậy. Thì bà này y chang luôn. Cứ đến chiều, đúng vào thứ ba 18 giờ là bà sẽ bị đau quặn bụng quằn quại đúng vào cái giờ đó. Chính là cái giờ mà bà phá thai đó các bạn. Kiểu là bây giờ cơ thể nó đau nhất, bà khóc quá trời khóc, kêu than chịu không nổi luôn. Và cái ông kia cũng không thoát được đâu. Nghe kể lại là ổng ngủ trưa trên phòng nhân viên là kiểu gì cũng bị kéo giò, thậm chí là còn bị bóng đè đến nỗi mà tức ngực. Và cuối cùng ghê nhất là ổng bị đau ngay cái vùng mà quan hệ sinh dục với các bạn. Và mãi sau này nhận được một cái tin là ổng bị nhiễm trùng cái chỗ đó và vô sinh hoàn toàn. Tuy nhiên cái gì nó cũng có cái nghiệp báo của nó hết trơn. Em cá kể lại đó, phải chi mà sau khi mà biết mình hành động như vậy rồi thành tâm sám hối đi không đâu. Ông nội của cá đã lên nói chuyện, nhưng hai người này vẫn dưng thản nhiên vô cùng. Thậm chí bây giờ nghe ông nội kêu như vậy, con của mình đang oán hận mình như vậy, mà vẫn tiếp tục cái mối quan hệ vẫn kiểu A, B, C, X, Y, Z với nhau. Mặc cho là ông nội với lại mẹ của em cá này nè,
ăn chay cầu siêu hồi hướng cho con bé. Và tối nào á, mẹ em làm việc khuya nghe kể lại nha, thương lắm các bạn. Do là cô cũng nhiều việc, cô kiểm kê ngồi đêm hôm cả, thì cô nghe tiếng nít nói nó vang vọng từ trên lầu xuống á. Ngay đúng cái chỗ đó là cái tầng mà mẹ của nó chọn bỏ nó cho nó chết đi luôn á. Cái giọng nói cô nghe không rõ, nhưng cái tiếng phát ra cảm giác là nó không có phải là cái tiếng kêu ai oán thống khổ gì đâu, mà nghe tiếng của đứa trẻ nó niệm kinh Phật các bạn. Khỏi phải nói, nghe tới đây thì cô Hoa không những là cô không sợ đâu, mà cô còn thương. Cô coi cái đứa trẻ đó như con ruột của mình vậy đó. Thương ơi là thương luôn. Tại sao lại có cái thể loại ba mẹ kiểu giống như vậy? Cô mở kinh 24 trên 24 ngay chỗ cái lầu đó. Và tới khi 49 ngày thì cô Hoa có làm một cái mâm cơm, một cái bàn cơm cô cúng cô khấn á, là bé yêu của mẹ, con đi mạnh giỏi nha, con kiên cường và vô cùng xinh đẹp luôn con. Kiếp này á, chắc có lẽ là mẹ con mình lỡ duyên rồi. Kiếp sau, nếu mà có thể thì con đi tìm mẹ nhé, mẹ thương con nhiều. Lúc đó cô Hoa nói lớn lắm, cô khấn rất là lớn để nén đi cái tiếng nức nghẹn ngào của mình. Cô kể lại là gần như cô muốn khóc luôn. Em cá đứng kế bên cũng nghe mà các bạn, em cũng phụ kiểu mẹ của mình dọn một cái bàn cơm như vậy. Nhưng hai cái người mà ông Kiên bà Lan á, chính là thủ phạm giết chết con của họ thì không thấy đâu hết trơn. Mặc dù biết hôm đó là 49 ngày của con mình, bây giờ cô Hoa là cái người đã cưu mang họ, cho họ ở đây gọi là bà chủ luôn á. Bà chủ thì cũng cũng người quen trong bà con dòng họ họ hàng không à, cúng cho con của mình. Nhưng bực làm cha mẹ đó, phủi hết trách nhiệm coi như không biết luôn các bạn. Không hề thấy đâu, cũng không thèm bước lên thắp cho đứa nhỏ nén nhang nữa. Đến về sau này, cái năm mà cuối 2019 đầu 2020 á các bạn, Covid bắt đầu bùng lên thì cái lượng người mà lui tới mua hàng cũng càng ít dần, dẫn tới là doanh thu nó bị hụt. Thì ba mẹ của em mới bắt đầu hợp lại nhân viên, vì nhà em kinh doanh rất là nhiều mảng, nhưng không phải vì vậy mà bà không trả lương đâu. Nói thẳng ra là ba mẹ cũng chỉ muốn test, tức là sàng lọc nhân viên á, tại vì sau nhiều vụ quá rồi, để cho nghỉ một những cái người nào mà thật sự là tốt á thì giữ lại làm, còn phần nào không được á thì thôi, nhưng mà vẫn trả lương rất là đủ nha. Với lại sau này vẫn có khoảng thời gian dịch thì chắc là cũng không còn nhiều nhân viên nữa. Thì có lúc mà ngồi họp, ba mẹ của em chú Hổ với lại cô Hoa này nè, nói đàng hoàng lắm, kêu là bây giờ dịch bệnh nha, như thế này nè, thì anh chị cũng xin phép dời cái ngày trả lương trễ lại so với lúc trước là 2 tuần, nhưng mà anh chị vẫn đảm bảo là trả lương cho các em. Anh chị còn các bạn nhân viên ở chi nhánh và các mảng khác nữa, cho nên là anh chị rất là mong các em đồng cảm với anh chị. Và sau cái buổi họp á, thì ba mẹ đi ra ngoài, ba mẹ của em cá đi ra ngoài để cho nhân viên ở lại. Nếu mà họ tự bàn với nhau, giống như dạng nhân viên tự nói nhau có cái ý kiến gì thống nhất gì á, thì hồi sau nói lại với lại ba mẹ của em cá. Cái bà Lan này có một cái người bạn thân tên là chị Tâm. Chị Tâm này trong thời điểm biết hai người có cái quan hệ không có đúng đó, thì chị Tâm này 5 lần 7 lượt hẹn cái ông Kiên đi ra để năn nỉ, nói là đừng có lôi kéo cái chị Lan kia nữa, nói chung là xin bỏ cái mối quan hệ này đi. Nhưng mà bà Lan này nè các bạn, bà kêu á, tức là bà kệ mẹ luôn á, bà còn nói với lại mọi người một câu gì nè: cái chuyện tao yêu ai á, xin lỗi nói này hơi phô nha, nhưng mà đúng nguyên văn nói lại đó, cái chuyện mà tao yêu ai á, tao ngủ với ai á, tao have sex với ai đó là chuyện của tao, mày không là cái thá gì á thì mày ngậm mẹ miệng mày lại đi, mày đừng có quyết định cuộc đời của tao. Các bạn nghe câu đó thì các bạn tự đoán nha, ví dụ làm sai thì có nhiều khi là mình lầm đường lỡ bước chút xíu, nhưng quan trọng sau đó là cái thái độ của mình á, mình còn kiểu sững cồ lên để mình chửi người ta giống kiểu vậy nữa. Mà thôi, bây giờ con mình đẻ làm mất mà hai người này còn không quan tâm nữa thì đừng nói chi mà mấy cái lời khuyên nhủ. Và quay trở lại cái buổi họp ngày hôm đó, sau khi thảo luận xong, ba mẹ em vừa đi ra ngoài á, thì chị Tâm chị có nói là hiện tại em biết anh chị đang khó khăn, cho nên là em xin riêng hai anh chị á, là cứ giảm cái tiền lương của em 30% đi, coi như là em cùng anh chị phụ, tuy nó không nhiều đâu, nhưng mà em nghĩ làm vậy thì em thấy nhẹ nhõm hơn. Còn riêng em thì khi nào anh chị đưa em lấy thì cũng được, còn không đưa thì cũng không sao, tại vì trong cái lúc mà làm việc ở đây anh chị cung mang giúp đỡ em quá nhiều rồi. Và cái lúc mà chị Tâm chị nói vậy ở các bạn, có rất là nhiều những cái anh chị nhân viên khác hưởng ứng, tại vì người ta biết là ba mẹ ba vào mùa dịch như vậy thì khó khăn thiệt, và người ta cũng muốn giúp đỡ ba mẹ, tuy là của ít lòng nhiều. Nhưng sau khi mà hết cuộc họp với các bạn, khi mà hai vợ chồng cô chú vừa mới đi ra ngoài luôn á,
Không tin được luôn nha. Không ai kể cũng không ai nói. Giống như là ông bà mách bảo là tao sẽ cho mày thấy cái này nè. Lúc ngồi ở trong, mọi người cũng đồng lòng như vậy thì ba mẹ rất là vui. Tuy nhiên là Kiên với lại Lan á các bạn, im lu không nói gì hết trơn. Đến khi mà cô chú để riêng cho nhân viên tự hợp với nhau rồi đi ra ngoài, tự nhiên ông bà giống như ông bà xui á, đi ra đi, mở cái camera lên check đi. Camera nhà em là có tiếng luôn nha. Vừa mới mở camera lên các bạn, cái ông Kiên ấy đó, ổng nói với lại cái người ban nãy mới đề xuất là giảm tiền lương á, ổng kêu vậy nè: sao mày ngu quá vậy? Tiền có chê, tiền có mà mày chê hả? Cái tiền nó có lợi cho mình mà mày chê. Rồi mày làm vậy á, ổng bả được cái là lấn lên, ổng giảm hết lương của mình rồi sao? Hả? Sao mày ngu dữ vậy? Nghe xong câu đó là ba mẹ em coi như là bàng hoàng điếng người luôn các bạn. Giúp hết bao nhiêu lỗi lầm cũng cố gắng là bỏ qua hết trơn rồi. Bây giờ đang lúc mình khó khăn quay lại cắn một cái luôn. Mà cũng đâu phải là cô chú quỵt tiền gì đâu. Qua hôm sau á, ba mẹ có, tức là nghe cái câu đó nha các bạn, qua hôm sau á, bực bội quá trời rồi, có cho người này nghỉ việc nhưng mà vẫn trả đủ lương tháng đó, vẫn trả đủ lương tuy cái ngày nghỉ mới chỉ đầu tháng thôi nha. Và cái quả báo tất nhiên qua những câu chuyện này không chừa được ai hết trơn rồi. Em cá kể lại đó, em nghe được tin là khi mà cái ông Kiên đó đi về quê, vợ của ổng biết được chuyện cho nên đến thẳng nhà của cái bà Lan kia, dẫn theo hai đứa con tới úp sọt tại chỗ luôn các bạn, và có ba mẹ của bà Lan kia luôn nữa. Và em có nghe mẹ của em kể lại thêm, bây giờ cả hai người Lan với Kiên ấy đó, là không ai biết tin tức gì, tại vì người thì bị vợ bỏ, người thì bị ba mẹ ruột đay nghiến. Có nghĩa là bà Lan kia, bà bị chính ba mẹ ruột của bà đay nghiến luôn. Và đây không thể nào là một cái gì khác ngoại trừ cái quả báo dành cho hai người này bị quật, không có làm ăn gì được. Nhưng chưa đâu, dạng là kiểu như là mát lì luôn á, lì, cực kỳ lì. Các bạn nhớ năm ngoái cái khoảng thời gian mà Sài Gòn lockdown nửa năm không? Trước khi mà lockdown đó, bà Lan này bà có cặp kè thêm một cái người nhân viên cũ ở trong tiệm của gia đình em cá này luôn nha. Và tất nhiên cũng có ABC qua lại, và cái người nam nhân viên kia chuẩn bị lấy vợ. ABC qua lại thì đâu tránh khỏi được việc có bầu đâu các bạn. Lúc này bỏ tiếp lần thứ hai, nhưng mà do cái thai á, là nó có tim thai rồi nên việc bỏ nó rất là khó. Bác sĩ đã nói trước nhưng mà bà này bà vẫn rất là cố chấp. Thời điểm đó thì bà nghỉ làm rồi, bà ở nhà trọ có mình, không biết bà mưu sinh bằng nghề gì nữa. Nhưng mà nghe kể lại đó là bà nha các bạn, nằm ở trong phòng trọ một mình, và cái chỗ đó lại bị đau đúng vào cái giờ mà bà bỏ đi đứa con thứ hai. Và tất nhiên cái đứa bé đầu tiên á, mọi người còn biết để mà còn học đặt tên, hồi hướng, cầu siêu, tụng kinh, siêu độ này kia các kiểu. Nhưng cái đứa thứ hai các bạn không ai biết thông tin gì luôn. Và bà tất nhiên là bà cũng không bao giờ bà quan tâm tới cái chuyện mà phải làm gì với vong linh đứa con của mình. Và đúng vào cái ngày giỗ đầu tiên của cái đứa con thứ nhất đó các bạn, cái đứa mà gia đình của em cá này hồi hướng với tụng kinh đặt tên cho đó, buổi tối cô Hoa vẫn như thường lệ là làm việc rất là trễ. Và khi mà đang ngồi ở trong quầy, cô nghe thấy có tiếng đi qua đi lại kiểu sột xà sột soạt. Và hôm đó là ngày giỗ đầu tiên, cô nhớ luôn chứ. Buổi sáng á, là cô cúng kiến xong xuôi trơn rồi, nhưng mà do công việc kiểu nó bị nhiều quá đi, cho nên là cô bẵng, cô quên, buổi tối cô không cúng. Nhưng ngay thời điểm đó cô chưa nghĩ đến chuyện tâm linh ma cỏ gì đâu nha. Cô tưởng đâu là nhân viên đi xuống lấy đồ, bị lại cái tiếng sột soạt đi qua đi lại. Nhưng nghe thêm xíu nữa thì lại có cái tiếng cười các bạn. Tầm hơn 11 mấy 12 giờ rồi thì mẹ của em cá đó mới hỏi lên đó là đứa nào đó, nhưng không có tiếng trả lời. Hỏi tới hai lần luôn nhưng mà cái tiếng cười đó nó càng ngày càng nhỏ, giống như là cái người này người ta đang đi tới chỗ cái chân cầu thang. Lúc đó cô có gọi điện thoại lên để kêu em cá này xuống, thì cô lại nghe tiếp cái tiếng bước chân từ trên cầu thang đang bước xuống dưới tầng ngay chỗ mà cô đang ngồi làm việc. Và những cái bậc cầu thang đó các bạn, nhìn từ phía quầy lên á, thì mình, tức là cái cầu thang nó xoắn như vậy nè, thì nếu như mà ai đi tới giữa cầu thang hoặc là đầu cầu thang mình nhìn lên á, thì mình sẽ thấy hai cái chân của người ta thòng xuống. Từ chỗ đó nhìn lên, chính mắt cô Hoa này thấy có đôi chân của một cái đứa trẻ em bước xuống, nhưng chỉ thấy được chân thôi nha các bạn. Cái đứa bé này nè, bước được vài bước đầu tiên, sau đó là ngồi bệt lên cầu thang. Cô không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy bước chân thôi, nhưng cô biết chắc chắn là ai rồi. Cô nhớ ra hôm nay giỗ, à ok, thì ra sáng nay mình cúng cho bé, nhưng tối nay là mình quên mất tiêu.
cô mới đi về, tức là cô tính đi lại để cô nói chuyện với đứa bé luôn các bạn. Nhưng mà đi được có mấy bước thôi à, cô lại nghe tiếp, nghe giọng của đứa bé trả lời á. Mẹ ơi, hôm nay ông Chính á, ông Chính là ông nội của em Cá á, ông Chính nói là con tới lúc đi đầu thai rồi, đến lúc là con phải đi rồi mẹ ơi, cho nên là con ghé qua con thăm mẹ lần cuối, con nhìn mẹ lần cuối, xong rồi con thưa mẹ, con đi. Mẹ ở lại á, đừng có làm việc khuya quá rồi tắm trễ, con không còn đợi được mẹ làm việc xong nữa. Nhưng mà thôi con đi mẹ ơi, con đi nhưng con còn có hai đứa em nữa, bây giờ con qua đó dẫn theo hai đứa em của con. Tụi con bất hạnh quá, không được sống vẹn toàn, nhưng con rất là hạnh phúc khi con gặp mẹ. Thôi con thưa mẹ, con đi. Khi mà nghe được những cái lời đó thì cô Hoa cô rất là xúc động luôn. Cô đứng đó mà cô nghẹn ngào mà không nói nên thành lời. Cô tính đi lại để cô coi rồi, nhưng cô nhìn thấy là cái đứa bé kia, cái đứa bé mà cô coi như là con ruột của mình vậy đó, nó đứng dậy sau đó là đi ngược trở lên cầu thang và cuối cùng là biến mất. Đến đây cũng là kết thúc cái sự kiện thứ hai, cũng là kết thúc một nửa những cái câu chuyện mà em Cá gửi về cho Nguyễn Nguyễn rồi ha. Và thật sự là đến, phải nói thiệt là lúc mà mình kể câu chuyện cuối cùng thì mình phải thu đi thu lại rất là nhiều lần, do thật sự nó rất là xúc động luôn đó. Bản thân mình à, là một cái người chỉ được nghe kể lại thôi, mình mà mình còn cảm thấy là mình xúc động đến mức mà nghẹn ngào mình kể không được nữa, thì đừng nói chi mà cô Hoa ở trong cái tình trạng đó cổ như thế nào. Ở trong cái email mà em Cá viết cho Nguyễn Nguyễn á, tức là cái cách khi em kể lại câu chuyện này là em dùng những cái từ ngữ nó rất là nặng nề, dùng những từ ngữ cực kỳ nặng nề dành cho cái cặp đôi, hai cái người mà bỏ con đó các bạn. Và qua lời của đứa trẻ trước khi nó đi đầu thai thì các bạn thấy rồi đó, tưởng đâu là bỏ có hai đứa thôi nhưng hóa ra là ba lần các bạn, bỏ tới ba đứa con. Mà may mắn nha, nếu như mà bé đầu á, mà bé không được gia đình của em Cá, cụ thể chính là ông nội với lại cô Hoa này giúp đỡ, hướng dẫn cho tu tập, thì chưa chắc là em đã dẫn được theo hai người em của mình đâu. Và nếu không có người bảo ban chỉ dẫn tu tập các kiểu, nhiều câu chuyện trẻ con bị bỏ phá thai đó, trở thành quỷ nhi xong rồi kiểu không được đi đầu thai, không được đi siêu sinh, mình đã kể rất là nhiều trên kênh rồi. Và thiệt sự không biết là cái thể loại phụ nữ này là cái thể loại gì nữa. Mình thì chưa có con nhưng nhà có ba đứa cháu, thương còn không hết luôn. Đây bỏ đành đoạn, bỏ một lần ba đứa mà không quan tâm một tí nào luôn. Thiệt sự là nhiều khi mình cũng không hiểu luôn. Nói thiệt là, và đến đây thì cũng dành một cái lời cảm ơn. Một lời cảm ơn rất là chân thành đến gia đình của em Cá, cụ thể là ông nội của em với lại cô Hoa ha. Tại vì những cái nghĩa cử cao đẹp này không phải ai cũng có thể làm được đâu các bạn. Phải rất là thương, phải rất là yêu, và giống như là nó phải có một cái duyên từ kiếp trước hay sao đó, thì cho nên kiếp này mới như vậy. Chứ bình thường thì nếu gặp người khác á, là người ta đuổi đi lâu mất tiêu rồi, với lại người ta cũng không có trách nhiệm gì mà phải cúng kiến, phải thờ xong rồi phải chăm lo cho một cái vong linh vốn dĩ nó không phải, không liên quan máu mủ dòng họ nhà mình. Thì đây chắc là một cái duyên, cũng do là cái lòng nhân từ của cô Hoa cũng như là ông nội của em Cá. Và thật sự lúc mà kể câu chuyện này đoạn cuối cùng mình xúc động vô cùng, phải thu đi thu lại không biết bao nhiêu lần. Các bạn nhìn mắt mình thấy đang đổ hoa rồi, tại vì mỗi lần mà kể những cái chuyện vậy mình nghĩ tới ba đứa cháu mình, mà lỡ chẳng may mà thí dụ mà bị vậy thì mình xót như thế nào, thì mình cũng liên tưởng tới cái viễn cảnh mà một cái người nào đó mà người ta thương xót một cái những cái trường hợp của trẻ con như vậy. Cho nên là thật sự lúc kể rất là xúc động, cộng thêm cái là kiểu mình nghĩ không biết tại sao lại có những cái thể loại con người như vậy luôn, thể loại ba mẹ kiểu gì. Rồi, một lần nữa xin phép cảm ơn em Cá đã gửi về cho anh Nguyễn những cái câu chuyện nó rất là xúc động như vậy ha. Và các bạn yên tâm là chúng ta sẽ còn hai cái sự kiện của Cá nữa mà Nguyễn sẽ kể ở trong cái video tiếp theo. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là comment bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn nào, những em có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh Hồ Sơ X, đường lên group cả nhà anh số 13, đường lên TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả và
ở dưới phần comment. Chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người một lần nữa và hẹn gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo hai sự kiện còn lại của em cá.